học sinh miền Bắc và miền Nam đánh nhau kiểu miền Nam. Ơ, mày bị làm sao vậy? Thằng Đại cho đi nó đăng tao, nó thấy tao mua đôi dép chữ C tao muốn sang để mua em cho nhà chị bán dép có 65 ngày nên nó cướp rồi. Thôi nín đi, tao có mua cho mày đôi dép mới nè. Nó làm gì sai trái thì sẽ bị ác giả ác báo. Mình đừng sân si tức giận là được rồi. Cảm ơn cậu. Miền Bắc.